đang xa cách nhau. Lại chạy bằng cái này này. Ta ba đi da da đi da 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 đi da da da. Đoạn cuối kết nhá. Da 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 đi da da chạy. Xin chào các bạn đã đến với kênh diễn đàn online của tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Hoa nở không màu. Bài này thì tôi viết lại ở tông la thứ. Intro của nó thì cũng có vài đoạn, nhưng mà tôi thì chỉ hướng dẫn các bạn một đoạn thôi. Thì các bạn cứ dùng cái đoạn intro 1. Sau đó là hát xong thì chúng ta có thể dạo giữa bằng intro 1 cũng được, không nhất thiết phải tập nhiều quá. Tập intro 1 nó hay rồi, cái đoạn giữa nó kèn phiêu thôi. Thì nó cũng đặc trưng của kèn chứ chẳng phải piano. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng một cái thôi. Và cái ballad ấy thì chúng ta cũng đã học vài kiểu đánh rồi. Ở đây thì tôi sẽ thêm cho các bạn một chút ballad giải. Thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các kỹ thuật, trong đó nó có cả chạy ngón cũng như là các hòa thay xếp. Thì tôi sẽ làm những cái clip như thế này để cho các bạn cùng có những cái mẫu đệm nó giống giống nhau. Thì các bạn tập cho nó có nhiều bài hơn và các bạn tập nâng cao tay nghề nó hơn nhé. Và bạn nào muốn đặt những cái ship như này thì tôi cũng có. Bạn nào mà muốn đặt những cái bản nhạc như này thì tôi cũng có viết nhé. Thì một bản nhạc như này gồm cả video cũng như cả MIDI cũng như file nghe. Đó, thì chúng ta liên hệ với tôi qua Zalo 0903 416000. Và chúng ta bắt đầu vào. Thì đầu tiên cái intro của nó nhá. Thì chúng ta sẽ tập cái tay phải trước này. Đó. Mi là son la si. Đấy, son thăng nhá. Chúng ta có thể tua lại nhá. Tôi mà đánh nhiều lần quá thì nó sẽ bị dài quá nhá. La. Đó. Thì chúng ta vào cái này này. La này. Si do re. Tay trái nhá. La mi si do re. Đấy, chúng ta ghép luôn này. Đó, rồi, câu thứ hai này. Si mi si mi. Đó, đơn giản, rất đơn giản đúng không? Si mi si mi thế thôi. Thì tay trái chúng ta này, son mi son si re nhá, son mi son si re. Đó. Đó, đơn giản thôi đó. Đó,
Bạn gặp hai câu nhá. Rồi, câu thứ ba nó giống hệt câu thứ một nên là cái tay phải nhá. Nó là mi là sò là si, thì nó khác cái tay trái này, fa đồ son la si, tay trái này fa đồ son la si. Đó, nhớ là thì câu tiếp theo này, đồ rê son rê, rất đơn giản thôi, đồ rê son rê. Thì tay trái chúng ta này, mi si son si rê nhá, mi si son si rê. Rồi, câu tiếp theo nhá. Đô mi fa la đô. Đó. Đô mi fa la đô. Đó. Đô mi fa la đô. Thì tay chúng ta đó nhá. Fa đô son la đô. Fa đô son la đô. Cứ theo này, rê đô si rê son son fa mi, rê đô si rê son son fa mi. Từ tay trái chúng ta sẽ vào mi thứ bảy nhá, mi si rê này, mi si rê này. Đó, fa mi đấy này, fa mi. Tay trái này là đô thăng fa này và son đô thăng mi nhá. Đó. Cái này nhá. Tiếp theo nhá. Rê mi fa mi rê đô si la si. Rê mi fa mi rê đô la si. Rê mi fa mi rê đô la si. Tối nay chúng ta sẽ đánh theo cái này nhá. Rê mi fa mi rê đô si rê ta ti. Đây nhá. Rê thứ bảy này, mi thứ bảy này, fa major này, si thứ bảy sáng năm này. Đó, và đến mi. Thôi đoạn mi chúng ta sẽ chạy sau nhá. Đoạn mi tí tôi hướng dẫn sau. Đó. Đến si này chúng ta chạy này. Mi si mi này, bên phải này là bắt đầu chúng ta vào hát thôi. Ta ta đi ta. Rồi vào hát thôi. Rồi chúng ta bắt đầu vào đệm hát nhé. Thì chúng ta sẽ tập cái tay đệm trước. Tí tôi sẽ hướng dẫn ghép lời sau nhé. Đây, la thứ đánh như này nhé. La mi si đô. Đó.
la mi si đô này, mấy bốn nốt thôi. Tiếp theo đến mi trên son này là son mi son si. Rồi tiếp theo đến thằng mi thứ bảy này, mi mi son re đó, mi mi son re. Rồi tiếp theo đến lại là đến la thôi, la đó, thế nhỉ. Rồi tiếp theo đến thằng fa major nhá, fa fa la mi. Rồi đằng sau đến son là chúng ta sẽ ấn như này đó, thấy chưa, son này. Đó, tay này vẫn đánh pha này, đó, câu này nhá. Tiếp theo đến mi thứ bảy này, đây tay này là, thấy chưa, đó lại đoạn này nhá, hai hai. Rồi tiếp theo đến thằng farm bây giờ ấy nhá, rồi vào tiếp đến cái thằng mi sus 4 về mi này, mi mi la si son đó. Rồi chúng ta ghép lời với nhá, chỉ là cái đêm ta la 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 la. Ok, xong đoạn 1 và đoạn 2 nó khác một tí thôi. Đoạn 2 chúng ta sẽ cũng lại tập tay trái, hợp âm dưới như nhau nhưng mà cách giải thì nó sẽ khác nhau một tí thôi. Đó. La mi la si đô mi. Đó, la thứ giải như này nhá. La mi la si đô mi. Rồi. Tiếp vào đến thằng son mi son ta. Rồi tiếp theo thằng mi thứ bảy cũng thế. Đấy, tiết tấu này, tầng 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 tầng, la đánh như cũ thôi, tầng 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 tầng. Rồi đến đoạn pha sau này gần giống đoạn trên nhá. Rồi pha pha la 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 đấy. Rồi, tiếp là mi thứ bảy này. Đến cái mi này, đấy chúng ta nhớ là hai đôi mi này, đó thấy chưa? Đó đấy nhá. Ở đây thứ bảy này. Đấy đoạn này sẽ chạy nhá. Bắt đầu chạy này. Trái này, mi son si re, mi son si re nhá, re này, thì chúng ta sẽ tập đoạn là được khúc nhá. Rồi sau khi mà ghép lên cái này nhá. Tình yêu đã phai màu. Đó, đó, tay trái này, tay phải này. Tầm tầm, nó giống cái bài tình nhân đại dương nhá. 1 và 2 và 3 và 4 em xuống nhá. Tình yêu đã phai màu như hoa nở. Cái lần bài hôm trước thì em lại dương tập rồi ấy nhá. Chát bầm bầm đấy. Tình yêu đã phai màu
phải chạy ngón nhá. Nhau hai chạy này. Đó. Đô mi si. Đấy, đô son si mi. Đô mi son si, đô son, đô mi son si, đô mi son si. Nắm nốt nhá. Lại từ đó đấy nhá. Đoạn này nó giống hệt đoạn sau luôn. Tất cả đoạn sau đánh đều như này hết nhá. Tình yêu đã phai màu như hoa nở không màu. Tại thì tự đi đi càng xa cách nhau hai chạy. Anh có mối duyên nào chế thì ta ra đi. Ta ra 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 đi đây ra ra. Đoạn này chạy này. Hai ba bắt đầu chạy này, tay trái này, la mì này, la si đô mi, la si đô nhá, la mì la si đô mi la si đô. Đương ta một hai ta đã vỡ đi đã đi đi ta ta. Có thấy chưa nhá, một hai chạy ta ra đi đấy, một hai ba bốn đơn ta là hai người dưng khác lạ, càng yêu cao nhưng lại càng xa cách nhau. Lại chạy bằng cái này nè, ta ra đi ta ra đi ta ra 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 ta ra 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 đi ta ra ra. Đoạn cuối kết nhá. Đấy, giống cái bài tiếng nhạc đại dương ấy. La mi la re mi la re mi la là kết. Xong chúng ta lại quay lại dạo nhá. La mi la 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 la, xong lại dạo đó. Đấy, chúng ta lại dạo cái đấy và chúng ta lại hát hết một lượt, xong rồi chúng ta sẽ đánh cái đoạn coda nha, đánh cái đoạn cuối của nó nha. Chỉ là anh thớ thương em rồi ấy. Thì cái đoạn này thì đánh cũng giống y hệt khúc thôi, nó chẳng khác gì cả. Tiếp tục nhá. Vào đoạn này. Chỉ là anh thớ tí 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 em rồi. Đường về mà nơi đã đi hai chạy ngon. Vừa rồi chúng ta đã xem tôi hướng dẫn cái bài này từng phần một đấy, intro này, rồi đoạn A, đoạn B và đoạn điệp khúc và đoạn coda. Thì chúng ta cứ làm chậm chậm thôi, bởi vì cái bài nó rất là dài cho nên tôi phải làm nhanh. Các bạn có thể tua đi tua lại để chúng ta xem, chúng ta học theo. Xếp nhạc thì tôi cứ nhìn trên màn hình ấy, tôi nhìn mình rồi. Và chúng ta xem cái đệm mẫu, tôi có quay cái clip đấy đệm mẫu. Bởi tôi không dám đánh mấy cái đồ này, mấy cái bài này nó đánh bật quyền mạnh lắm. Tôi trước tôi bị mấy phát rồi, nhưng mà bây giờ không không dám, cũng mượn hình ảnh của người ta nhưng mà không không dám đưa nó nhiều lên. Các bạn thông cảm với đấy, chúng ta cứ nhìn ở trên xếp nhạc thôi. Và nếu các bạn cần ship hoặc là cần đặt ship, ví dụ như cái bài tông nữ thì nó sẽ hát ở rơi thứ. Các bạn nào muốn đổi tông thì nhắn tôi hoặc là theo cái tông mà các bạn yêu cầu. Đó, thì các bạn nhớ like cũng như chia sẻ những clip này để mọi người cùng tập nhé. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.